Đây là một trong những cái bộ mà thấy là viết hơi khó các bạn nhé. Nó là bộ lỗ. Và bộ lỗ này hiện nay ấy, thì thấy là cũng ít dùng lắm. Chỉ có những trong những viết những cái bước hoành phi câu đối, những cái chữ Hán tức là cổ ngày xưa ấy, thì người ta mới dùng cái bộ này thôi. Ở đây thì chúng ta vẫn học và vẫn viết cái bộ này nhé. Chúng ta cùng quan sát cái bộ thủ này này. Nó có cái bộ vi phía bên trong này, và nó có các nét chấm xoay vòng xung quanh cái bộ lỗ này. Nghĩa là đất mặn các bạn nhé này. Đấy, đất mặn các bạn nhé. Cách viết của cái bộ lỗ này như sau, chúng ta cùng thấy là bao gồm chúng ta sẽ viết có một cái nét ngang đo tới tên là sổ xuống bên dưới này, sổ ngắn này, ngang ngắn này. Tiếp theo chúng ta sẽ viết nhé, cách viết của nó chúng ta sẽ viết bộ vi nhẹ như này, bẻ gập này, bóc nhẹ lên một chút này, ta sẽ đánh xoay xung quanh cái thằng này, ta chúng ta sẽ đánh các nét chấm xoay xung quanh nhá, một chấm nhá, một này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 nét chấm xoay xung quanh vòng như này, và cuối cùng là đánh một nét ngang nhẹ vào như này, nối vào bên nhau. Đó, và chúng ta thấy là nó viết nó sẽ tương đối được như này thôi các bạn nhé. Đây này. Đấy, tương đối như thế này. Thì nó gọn chữ được như này là được, là ok thôi. Thì chúng ta thấy là có một nét sổ ngắn này, một nét ngang, sau các bạn viết cho mình cái bộ vi phía bên dưới, các bạn nhớ phải mở rộng góc độ ra. Mở rộng nó ra một chút, tại vì phía bên trong ấy 1, 2, 3, 4 kéo nét ngang vào vào như này, vào trong cái góc này nhé. Thì bên trên nó dạng như kiểu là nó có sổ và ngang kết hợp vào với nhau. Thì các bạn thấy nào, cái bộ lỗ này thì hiện nay thì nó cũng đang dần mất nghĩa dần. Nhưng cái vị trí nó đứng nằm tay trái thì các bạn thấy là nó viết còn nhỏ đến cỡ nào đi chăng nữa. Đây, với tay trái đúng không, nó sẽ viết to hơn, nhỏ như này thôi. 1, 2. Lúc này mình không viết thành nét chấm mà mình viết thành 4 nét chấm thôi ạ. Sau chúng ta sẽ viết một bộ phía tay phải các bạn nhé. Ví dụ nha, phía tay phải cũng được viết to à, như thế này này các bạn nhìn chưa. Thì các bạn thấy là với cái phần chữ Hán này thì đa số là sẽ viết bút lông các bạn nhé. Bút lông to ấy, thì mới viết dễ ra được và thay đổi được hình dáng của nó. Chứ còn trong bút cứng này thì viết nó quá khó, tại vì các nét chấm nó viết nó sẽ dính vào với nhau. Cái bộ này chúng ta học thì mang tính chất là chúng ta sẽ tham khảo thêm các bạn nhé. Đấy, và có bạn có thể luyện cho mình cái bộ vi được. Đấy, và phía bên trong thì chúng ta đánh xoay vòng 4 nét chấm. Thì các bạn nhớ là các bạn phải viết cái bộ vi này phải viết to ra hơn một chút này, to ra hơn một xíu này, đừng viết nhỏ quá nhé.